Đậu xanh thiệt chứ game này mà nói nó, ôi nó tu nó né là tôi chửi à. Đây anh cắm là nè, ví dụ đây nè, ví dụ con tướng nó đứng đây đi. Ơi rồi Nhật đâu rồi? Nhật ơi, Nhật ơi, có gái rồi Nhật. Ví dụ Nhật, con rip nó đứng đây đi, con tướng nó đứng đây, các bạn bắn quy vô con rip, con tướng nó né là coi như nó tu nè. Nhật rồi, ơi, luôn. Phải Nhật không hay là Nhật sợ mà? Nhật. Nhật ơi, gái rồi Nhật, mà đi với gái rồi Nhật ơi. Ôi bạn, bạn xin ra đâu rồi? Nó từ chó gái luôn rồi. Rồi hàng này tu rồi, tu rồi thi ơi, tu rồi, tu rồi. Mày tu rồi, tu rồi. Bà nội mày đang nói chuyện với tao đấy, ngồi với mười gái. Tu rồi bà con ơi. Má ơi, kiệt sức mà nó né luôn kìa. Tu rồi, tu rồi. Đó. Tao biết gì đâu. Tu rồi, tu rồi. Đó. Bắn con rip mà nó tôi nè, tôi nè. Nó nói chuyện với thầy mà anh đi không nói chuyện với anh á. Giờ cũng thiệt. Trời ơi. Trang trò hả? Đờ phát. Thôi kịch sức mà nó né quy tôi luôn kìa. Trang trò anh thôi. Nói chuyện với trang trò hả? Trang trò gì? Không gian đồ. Không gian đồ nó liên quan gì tới anh? Tưởng nói chuyện ngay. Bà mỡ nó tưởng có hai bùa chứ. À. Vậy mà nó sống nó đủ, nó hồi tàng hình kìa. Nó hồi tàng hình nó sống rồi, cay không? Trời ơi, riết rồi. Ai gặp tu nữa. Gia sô mình đánh càng hay á nha. Người mà đẹp như Thiết Kiều mà đánh con xui dữ rồi, không ăn được mạng sao cô hai bùa mất hai mất beo luôn. Như Trương Phi nữa thì thôi chết rồi. Xui không ăn được con Sako với không tới. Như Thiết Kiều mà vô kìa. Đánh đấm thì như Trương Phi. Sao chịu nói. Mất lát không ăn được nó luôn. Đứng ăn được hai bùa là đẹp của ván này rồi. Thiếu tí đam. Châu ơi, Châu ơi, Châu ơi, mày đừng lo lắng gì. Cơn lá rơi thù Hà Châu ơi. Đường dây mịt mù tao không đến nơi. Mấy nước buồn cần lửa binh. Mình phải farm đủ cái nước mắt nữ thần mình mới về được. Để ôm farm với thằng này, không đánh thằng này nữa. Ủa gì mà đau vậy? Đúp. Thôi đi về. Bạn chịu nổi rồi, bạn chịu nổi rồi, bạn Kenan chịu nổi rồi, bạn búa quá, Kenan chóng mặt quá chịu nổi rồi trời ơi. Kenan không có mua thuốc chống ói rồi. Trước khi lái xe là không mua thuốc chống ói rồi. Không phán bạn thôi, bán đâu chứ bạn đâu, đâu rảnh đâu đánh bạn. Kim cương lá rơi thù Hà Châu ơi. Đường dây mịt mù Châu không đến ơi. Mây nước buồn cần lửa binh hấp kê trên trục bình. Tổng thoáng viên em một mình. Cây tung lá tung xây mồ cho anh. Thiệt chứ, trận đánh nét riêu thì gặp ngay quỷ. Quỷ kìa. Sa cố nó rình tao nó ganh. Nó ganh tao không được. Nó ra mít nó ganh cho được. Cái nên gà AB có người đánh được. Cái anh em tao lấy luôn thì đúng rồi. AB 15 với lại đam một đánh ông chứ ông lấy cái gì? Đậu xanh, ông mua kiếm đồ răng chứ bộ nó mua nhẫn hả? Nhẫn đồ răng là gì mà? Em đánh ông anh em mà làm cái gì? À, dính đứt liêu rồi. Ôi, ôi, tung có bôi nhanh vai. Ôi, vỡ mồm. Quy chuẩn với ông nào? Thiệt chứ, ba cái skill một phát vào mồm giữa mồm luôn, hơn nửa cây. Muốn ói luôn. Sao con, sao con, sao con. Thằng này đi spec rồi. Ừ,
ra sẽ đủ bắn tôi. Né hộ. Thằng kia chơi đưa ra. Nè là một pha e lát đẹp này, Sako đâu rồi? Ghê không? Sớm. Má chỉ sức không kịp cứu bạn. Phải không ghê không? Nó đang quy tôi. Nó đang quy tôi mà thằng thằng này vừa mới ra cái nó đang W bên này, nó quy nó e qua bên này, các bạn thấy ghê không? Nó đang W mình nè. Nó ném cái đập W nó ném qua mình cái nó quy nó e thằng kia nó ulti kia giết luôn. Đơn giản không? Rừng vừa lũ đồ ra đầy cây làm phát chết luôn. Kinh dị không? Mày muốn nhẫn lắm thôi. Ba skill một lúc không. Phản ứng thần thánh. Ôi bạn anh Tây, bạn có anh Tây rồi, về. Về gấp. Cắt cu mày đấy, không về cu mày đấy. Trả lại được mặt tôi lì lắm, tôi lì lắm. Sinh ra mà nhìn tay đang ném W bên này mà quy e bên kia. Kinh. Kinh vãi. Ngồi nhà mua gì mà máu gì thấy uống hoài trời. Còn máu không? Nãy thấy máu đỏ rồi tôi đầy lại rồi. Còn máu uống tiếp vậy. 14 mình máu á. Phát. Tôi lì lắm, tôi không có về đâu. Lì lắm. Tôi đợi con tì giết ông luôn. Không pha mấy này luôn chứ giờ đánh sao lại đó. Cái dao này cũng quy hay quá à ta. Học mít viết nữa. Chết đập tá thôi đã mua lại rừng mấy thằng tu nó đánh nó quyết định thì kiểu vậy à, không đủ đam lao lên nè rồi luôn bờ cái thằng cỏ này có chịu ấy nha sao đánh nó ta làm phép luôn nó bắn ulti xuống á anh đang bắn ulti xuống giữa mồm nữa nè. Dính nó. Trời ơi. Má dính một cái này em lên em quyền chết rồi. Lên AB mà, bắn ulti đấy còn 400 đam. Giữa mồm nó chết cụ nó rồi. Nhanh con xe còn. Con xe. Ơ chết mà rồi. Lên bất, nó làm cái đó. Hai man ơi. Cứu em anh Sako. Vừa mới vô level 1 là tôi đã nhận biết là ông này cool rồi. Anh Sako đâu vậy? Đang đứng. Trời ơi anh Sako xuất hiện đúng lúc quá. Ủa đó ghê chưa. Ba cái skill ra một lúc. Các bạn thấy kinh chưa? Cái W nó vừa mới quăng ra một cái E đẩy phát một cái cục nó bay ra được hay thiệt chứ. No time to waste. Cái combo dạng thần thánh ghê luôn. Combo như thần thánh. Để ý cái này này tao đi nó chẳng. Hey, trời ơi, out. Out class shit, out play. Nó thứ tu nó chỉ có thế rồi. Trời ơi, thiệt chứ Ngài Châu xử lý một pha mà muốn nút lưỡi Ngài Châu liền thiệt chứ. Giờ mà thấy Ngài Châu là bay lại đè nút lưỡi luôn. Đánh mà đánh còn hơn thích đấu, đánh đứng trong trụ người ta đánh. Không sợ cái gì hết. Sao lại hay vậy bóng bóng trúng bây giờ nó hay vậy. Chơi mà đứng trong trụ người ta bắn luôn, bại ghê không? Chắc cái thuê. Trình có mợ gì tôi không biết chứ. Thằng này thành thánh lắm rồi. Trình là thánh ba. Không chạy lũ vô trụ nó giết luôn. Thằng này nó chỉ biết đè spec mà nó không có sợ trụ bắn. Đè spec là bay vô thôi. Không có nó nhiều. Trụ nổ.
sai bắn nó là nó tự động ra. Không, thằng này đè là bay vô luôn em. Nó lát trong trụ luôn á. Thế à? Ừ. Chắc tại đủ nam nên nó quốc. Đó thấy không? Thằng này nó đè spec à. Không không tới thì nó đè spec cho bằng được, trụ bắn nó bỏ luôn, nó cho trụ bắn. Mà về đi. Thằng này nó thần thánh lắm. Mây nước bồn cơn lũ bên. Combo thần thần. Đúng rồi. Anh ta ngập kiếm. Đầu chết luôn. Thấy không? Nó đứng trong chỗ đánh lên cái thằng rừng này nó biết ra luôn. Để tao ra mấy chưa? Chạy ra mấy đi, nó phá chỗ đầu. À, à mày phá. Đánh éo được mà nó luôn á. Nó tụt lòi. Combo không biết cái nào luôn. Chết đi. Chết đi. Full Valor đó. Ai cầm giá sâu không? Rồng mà lớn di chuyển kém. Bắn tớ đi, nó thọt lắm. Tao tao không sợ cái nen. Mũi này ra nó to, nó combo thì chuẩn. Mày nghĩ sao cái WE của nó quy đúng không? Sao nó bốc cái cầu. Nó ném cái cầu đang ở trên không mà xong bắt đầu nó đẩy E cái cầu dính tao luôn. Rất tin được luôn đó. Nếu mà combo như vậy, người bình thường combo là fail chắc. Không có bao giờ đẩy được cái quả cầu mà dính choáng hết á. Quả cầu nó không được bị đẩy đi. Còn thằng nó combo quả cầu bị bay đi mới hay. Cái đó là máy. Máy vô chậm. Máy combo. Hôm nãy các bạn thấy không? Ở đây không có sai, nó không có mắt. Mà nó đang ném cái W vô mình. Muốn dài chứ bây giờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy sao đang đó rồi, mình nó bắt lỗi vậy sao nữa. Hồi nãy mẹ nó đang quy tôm nó ném nó quy nó đang W tôm nó ném quy thằng rừng ló đầu ra cái chết quéo thằng rừng là biết rồi. Cãi gì nữa. Thôi. Về đi, về đúng rồi, về đi đừng cách nữa. Để xem Thi ra đối đầu với Tun nè. Cho Thi đối đầu với Tun đó. Đối đầu với Tun. Chết mẹ tao rồi. Mẹ nó lát tao Tun Thi tao chịu rồi. Nó đến thịt chứ, thằng rừng này biết gan này, thằng này cũng chết chắc. Thằng rừng biết gan là ngon rồi thịt. Con Sina nó đứng trong trụ mình luôn, nó farm mà. Thằng rừng này ngu không biết gan. Rừng khôn là giết rồi. Giết rồi. Thầy thấy cái nen rồi giật mà là tôi muốn buông chuột rồi đó. Mày lên top lại thì tao ôm còn được. Chứ bây giờ mà tao lên top tao đâu dám đi cao. Đi cao tao chết. Tao ôm như này còn được. Cùng lắm đâu, tí từ đẩy lan thôi. Cái đó cái nem này đậu xanh. Tao bị ăn hành cho tớ. À tính ra là bạn không có né đúng không? Lần nào cái trụ nó cũng bể lại cái cũ đi. Cay quá. Thằng rừng này không biết ganh, nó ganh nãy giờ anh xin ra chết hơi nhiều đó. Đứng trong chậu không mà không chịu gan. Dạ. Toàn farm nè. Tun thì tun chứ. Mới giết anh xong rồi chạy hả? Chạy hả? Chạy không? Mới giết chị ba xong rồi chạy hả? Đang giết một thằng quỷ kia. Ra anh chị ghét. Anh chị ghét thằng ông. Nè, con em. Mày chạy nè. Nè, chạy nè. Nó có né mà nó né ít đấy. Mày... Nó có né đó. Ừ, bắt bực. Nó có né mà kiểu nó đẹp spec quá, nó giật á. Đây, mày lên đây, mày lên đây. Ui, con Sako nó không xanh đấy hả? Lên đây. Thằng này nó không có né. Có né mà né ít. Nó chỉnh né thấp, nó giật. Mà nó đẹp spec quá.
hổ mất xe luôn. Làm gì vậy? To rồi. Các con hơi lâu ở bớt nè. Ở bớt gì nó mới trên tớp nè, anh chọc con miếng áo kìa. Thôi em đi về, em éo giỡn với anh tuôn kinh quá. Anh là thánh tuôn rồi. Anh không phải là lại người tuôn bình thường. Chết với anh. Dạ. Anh một, anh dạ. Chứng anh to quá. Phát ôm phát. Bắt đầu. Không đỡ kịp. Quỷ qua. Bản xã không kịp. Anh bản xã không kịp thiệt ơi. Xuống bót kìa. Lát đi, lát đi kìa. Xuống bót lát thăm rồi. Quỷ tới kìa, chạy đi. Eo nhằn nhằn sau lưng kìa. Chạy đi. Nó bật gót rồi đó. Chạy hồn. Trời ơi. Cái gì mà chạy điên hả trời. Nó combo không có biết mít đâu. Đẩy nó đẩy tên mà đẩy mắt tầm không. Đã nói là tôi yêu nhằn nhằn sau lưng rồi. Trời ơi, level 1 là tôi biết nó tuôn rồi. Cái quả kiệt sức mà tôi thấy nó giật là tôi biết nó tuôn rồi. Biết tuôn ngay từ level 1 rồi. Chuyện cãi gì nè. Mô tụi nó thằng này tu rồi mà, nhìn là biết liền. Đám rồi. Thằng nào để cho năng làm đám vậy? Đây. Đây. Mày không biết thằng năng làm đám. Giỏi này là lớn nhất. Nhưng mà hai thằng kết ở bớt với bọn. Bạn không có đầu kè rồi. Tin đi. Ôi, Suraka ra chết với nó bây giờ đấy. Không? Mày còn tay không? Đi về liền. Cái con quỷ này nữa hả? An enemy has been slain. Xin ra nó qua nữa. Chết tôi rồi. Ừ, thằng này ngu ngu tôi giết nè. Mày còn tàng hình chứ anh không biết đâu. À chơi trò chơi trò ta. Chơi trò về kìa, chơi trò về. Đứng lại đó. Mày chơi trò. Trời ơi không kịp nó e lại kỳ sức đó. Đánh thường đó. Mà thằng này nó tin, nó tin chuẩn vậy. Đến từng mm luôn á. Phải từng centi. Chơi trò biến về nữa. Từng mm luôn á. Éo cửa nào mà né. Nó chơi là dính. Vơ lơ luôn. Rồi mình auto ban mà. Anh giết được 3 thằng rồi, anh bút được tới đó rồi, thôi về. Đứng trong tầm của nó cỡ nào không dính e. Thôi. Mà nó e đủ tầm là nó chơi anh à. Thì đó. Thì chứ anh tính e lên, anh kiệt sức nó, anh kiệt sức nó để anh chích kiếm súng. Rồi nó chết. Đủ máu, đủ môn, đủ combo giết thằng nó chơi anh liền. Nó chơi mẹ thằng chó này. Bức ép riêu mới gặp ngay thằng tun. Đút bực mình. Nó đánh mà nó mát hộ bảo luôn, các bạn thấy chỉ có thằng tun nó mới đánh cái lối này thôi, nó không sợ thằng nào hết á. Nó biết sợ ai. Bắn nó không sợ đường ganh luôn. Rồi mọi người bỏ ba luôn. Bắn là cái auto lao lên thôi, không cần biết. Có bị ganh hay không, không cần biết. Nó đánh đứng trong trụ mà nó đánh luôn. Làm gì không nào được, tôi còn tôi không dám đánh kiểu đó. Tôi có xanh kiểu mấy làm gì tôi dám đứng trong trụ người ta tôi đánh. Thằng này đứng trong trụ luôn. Không quan tâm. Thôi. Em đọc số vật như nó. Ồ quên nãy giờ quên ăn sứ giả nữa, thiệt chứ. Ủa thằng bồ đó hả? Nàng bồ mà tưởng địch không làm chặn tường luôn. Đang khách tường rồi. Thôi anh ơi, em lại anh ơi, trời ơi kêu kìa anh ơi. Đó kinh chưa? Còn trời em dính cứ ngắt luôn à anh ơi. Đứng lại anh ơi. Trời ơi gặp mình quy luôn. Không lui mà quy luôn. Không hề lui luôn, quy luôn. Kinh. Chạy hả? Chạy hả? Chạy hả? Chạy con. Cầm ad riêng mà không dám không farm thằng này luôn. Gặp mình mà không hề e ngại luôn, lao lên luôn. Kinh vãi.
đặt thầy ra, đặt thầy ra, đặt thầy ra. Ôi chết mẹ em rồi, máu trời ơi, con đi chó sao mày băng băng tới rồi mày chạy đâu vậy? Quỷ cái băng băng tới rồi chạy luôn à, không bút máu không làm gì luôn à, không đỡ đạn luôn, một đỡ ngừng hết là tôi hồi tuần gió rồi. Trời ơi, má tao kiệt sức rồi mà nó bớt tao chết luôn đó Thi ơi. Kiệt sức rồi nha, kiệt sức bấm đai lưng hụt đó nha. À thằng Saco nó giết à. Ôi, thằng Saco nó sòng phát 300 dam. Nó sòng phát 293 dam với Smile 100 dam. Trời ơi, tôi tưởng, ủa Kenen. Ủa, tôi tưởng Kenen nó sốc mạnh vậy chứ, không phải. Saco nó sọc chết. Ủa, mình bảo, ủa, sao thằng này sốc dam ghê vậy. Saco sọc chết. Ủa quái, tôi còn khúc máu, tôi thấy sao tôi thấy tôi chết. Sao cô nó sọc chết? Con máu nó hồi máu tôi đâu, nó chưa hồi. Máu tôi mình không có thọt. Quái này mình đâu có thọt đâu, mình đang xanh đấy. Xanh lè lét. Nghĩ sao tôi có lớp siêu mà. Tên này không ai thọt. Không ai thọt đâu. Xanh đâu mà nó bắn. Nó chưa. Không thọt thôi. Ơ địch. Con xả nhanh vậy mà còn kịp nó. Tan liền thiền, thiệt chứ. Con rừng ngu học thì mình xanh lè xanh lét đâu thầu đâu không tu pha mà không lấy rồi ba ổ đổ một vòng bằng không ba ron. Có Saco. Saco hiện ra bố bắn chiếc cụ mày luôn nè. Thái độ vậy nó gì. Sao cái man level 14 dữ ta. Giết 3, giết 2, giết 1 tiêu. Hiện ra, mày hiện nha. Có y tá ở đây mà lời. Không sao, đây, để tự em xuống. Tự em xuống cũng chờ mình luôn á bồ. Chơi nè. Anh tưởng nó bắt ulti anh với hết hồn lát luôn. À, không có khám phép. Mấy người yếu kém chơi chứ. Không có khám phép bây giờ mới mua nè. Cái nền nó không có cái gì, nó bớt cũng kinh nữa. Nè hết ulti rồi. Không sao. Nó bị à. Trời thiệt nó tu lòi như vậy mấy ông còn bên được quỳ. Thôi kệ đi. Ốc đến như vậy bên mấy tu thì chịu. Mấy ông khác gì mấy đó. Cơ hội giờ sao chết không mày nó bên đâu nó ngồi chọc tức mày cố tình nói cho mày giải thích chứ mày cứ kệ
mẹ nó đi. Thôi em tao có người giải thích đâu. Mày thấy có thể tao giải thích đâu. Giờ nói là phát hiện ra, nói cho anh em biết là ở luôn là đề phòng thôi, chỉ vậy thôi. Một tính, nói vậy ơi, một tính đi rồi, ok, vậy thôi. Tao nói tôn rồi ai bên kia bên tao là chửi là ngu rồi nó tôn rồi này kia kể nó không kiếm tiền chồng kiếm tiền nó nói là đây là một là biết nó tôn một pha kiệt sức rồi đã thấy tôn nói ra nhà đề phòng thôi rồi biết nó tôn một pha kiệt sức đầu game mà tao biết nó tôn đơn giản. Chị gai đau thủy ngân vậy luôn, xem mày bớt tao cái gì. Chị gai dây chuyền chữ thập. Gặp mấy boss sĩ diện thầy tôi khó nhìn. Lúc né lúc thông mình. Xin ra vừa vô nó né. Vừa vô tao kiệt sức mà nó lắc nó né luôn. Tao kiệt sức tao đứng kế bên người nó tao bắn cái quy mà nó lắc nó né luôn. Nó bảo what the fuck. Gần kìa. Mày đừng khỏi nợ đỡ gì hết trơn á. Chết chắc nó rồi. Đó, tim đi, cậu ơi. Mà xử lý phải nói là thì hơi cầm kền nhưng mà nó cũng làm, nhưng mà nó cũng cái hiệu quả nó cũng hơi. Quan trọng tôi đi với tôi mà tôi săn là được, lè. Ở đâu? Đi với thằng tu lòi á. Mấy ông khỏi khen, đừng có tui, ông nào đừng có khen tôi nha. Tôi biết tôi hay lắm mà đừng có khen. Đừng khen nha. Cấm á. Ai khen ban